Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của hàng Hot Thái Thắng. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho mọi người thêm một dòng sản phẩm ống nhòm ngắm cảnh. Thì cái sản phẩm ngày hôm nay đến từ thương hiệu Konut của Italia ha, và cái mã của là Konut Neo Zoom 8-24x50. Cái độ phóng đại của cái sản phẩm này có thể điều chỉnh được nha mọi người, nó không có cố định như dòng mà mình đã giới thiệu cho mọi người trước đây ha. Đây mình có thể điều chỉnh là từ 8 đến 24 lần, và đường kính của cái ống nhòm là lên đến 50mm ha. Thì quay lại trở lại cái thương hiệu này, thì đây là cái dòng thương hiệu bình dân đến từ Italia mọi người. Tất cả các ống nhòm Konut, kể cả những cái dòng sản phẩm có giá rẻ thì chỉ nhỉnh hơn hàng nhái của Trung Quốc một chút ha, nhưng 100% nó đều được làm bằng kính quang học cao cấp nha mọi người. Đây nó không có gây hại cho mắt ha, và nó đạt những cái tiêu chuẩn nghiêm ngặt của châu Âu và Mỹ, và được bán rất là rộng rãi ở các nước châu cũng như là châu Mỹ mọi người. Đây, nhưng mà về cái sản phẩm này ha, thì vẫn còn một cái số dòng sản phẩm cao cấp, chất lượng cũng không có thua kém gì những hãng nổi tiếng thế giới nha mọi người. Đây tiêu biểu là cái dòng này ha, chất lượng cao. Đây nha mọi người, Konut Neo Zoom 8-24x50. Ở đây thì mình sẽ có những cái thông số kỹ thuật ha. Đây, những cái thông số kỹ thuật ở đây. Đây, độ phóng đại nha mọi người. Độ phóng đại 8-24 lần. Đây, mình sẽ có hệ thống lấy nét trung tâm ha. Đây mọi người. Cái hộp thì mình cũng rất là nhỏ gọn chứ không có lớn. Và bây giờ mình sẽ mở hộp ra luôn nha mọi người. Đây, đầu tiên thì mình cũng đi vào cái phần phụ kiện trước ha. Phụ kiện thì đây là khăn lau kính và catalog hướng dẫn sử dụng. Những cái này thì mình sẽ đi nhanh vào nha mọi người. Và một cái túi đựng của cái ống nhòm này có thương hiệu Konut ở đây ha. Phía sau thì cũng có một cái mai và cái sợi dây để mình xỏ cái thắt lưng vào, mang theo bên người. Đây, ở trong này thì cũng có một cái sợi dây cho cái túi nha mọi người. Đây, túi mai rất là đẹp ha. Còn đây là cái nhân vật chính. Đây là cái sợi dây đeo cho cái ống nhòm nha mọi người. Ở đây thì phụ kiện mình sẽ có thêm 4 cái nắp chụp bảo vệ cho cái kính ở trong ha. Đây, 4 cái nắp. Đây mọi người. Còn về thiết kế của dòng ống nhòm này thì nó sẽ thiết kế theo cái dạng boro, nghĩa là hai bên nó sẽ cong về hai bên ha. Thì về cái thiết kế này thì giúp cho cái khả năng truyền ánh sáng nó cao hơn nha mọi người, giúp cho cái hình ảnh quan sát nó được sắc nét và chi tiết hơn ha. Và những cái dòng này thì thường có cái đường kính nó rất là rộng, giúp cho mình quan sát được bao quát cái khung cảnh và mình nhìn trong cái thời gian dài mà không có bị mỏi mắt hoặc là đau mắt gì hết. Đây, thiết kế thì boro. Mình cầm cái kiểu này mình cầm thì cũng rất là êm tay mọi người, rất là đầm tay ha. Đây, còn ở đây là cái logo thương hiệu Konut và cái mã của sản phẩm là Neo Zoom 8-24x50 ha. Đây. Đây ha mọi người. Chất liệu kính quang học hoàn toàn nha mọi người, không phải là hàng meca ha. Đây. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái núm chức năng của cái dòng nhòm này. Đầu tiên thì mình sẽ có đây, hệ thống lấy nét trung tâm ha, lấy nét rất là mượt nha mọi người. Đây, xoay rất là nhẹ nhàng tình cảm ha. Đây. Và tiếp theo thì nút gạt cái cần zoom. Đây. Nó khác với những dòng nhòm trước đây nha mọi người. Ở đây thì mình sẽ có thêm một cái nút zoom ha. Khi mọi người quan sát thì mình sẽ điều chỉnh cái độ zoom này trước, xong rồi mình sẽ lấy nét từng cái điểm mà mình vừa ấy nha mọi người, mình vừa zoom ha. Đây, zoom xong rồi lấy nét. Ở đây thì sẽ có thêm một cái vòng, cái nấm điều chỉnh độ cận loạn của mắt nha mọi người, cân bằng mắt lại ha. Mắt mình có bị cận loạn thì mình sẽ xoay đây để cho đảm bảo cái chất lượng quang học mà mình quan sát được tốt nhất ha. Ở đây thì cái độ phóng đại mọi người 8 đến 24 lần ha. Mình thử zoom thử ha. Đây. Zoom rất là mượt nha mọi người. Ở đây thì sẽ có hai cái lỗ xỏ dây đeo. Thì đặc biệt thì nếu mọi người không thích cầm tay mà quan sát cầm tay á, thì mình có thể gắn vào cái chân tripod
cái chân máy ảnh mọi người, cái mà ba chân á, thì mình sẽ vặn cái nắp này ra đây và mình mua thêm một cái adapter chuyển ha, để mình gắn vào cái chân tripod. Mình sẽ để cái ống nhòm này nó cố định và mình quan sát được dễ dàng hơn đấy mọi người. Đây chất liệu thì hợp kim nha mọi người, bộ khung làm bằng hợp kim hoàn toàn luôn ha, và ở bên ngoài thì được bọc những cái cao su NBR giúp bảo vệ cái ống nhòm này khỏi những cái tác động từ con người và môi trường tự nhiên ha. Thì và nó được khắc những cái rãnh này mọi người, giúp cho mình cầm nó chắc tay, không bị trơn trượt trong quá trình mình quan sát. Mình cầm quan sát lâu nó không có bị mỏi tay không rồi. Đây cầm rất là im tay đối với những dòng Boro này. Và kính ở bên trong thì nó sẽ được tráng phủ quang học đa lớp nha mọi người. Đây, nó sẽ tăng cường cái khả năng truyền ánh sáng, giúp cho mình quan sát được trong cái điều kiện ánh sáng yếu như là hoàng hôn hoặc là bình minh ha. Đây. Đây kính rất là sáng. Đây nha mọi người. Còn về cái trường nhìn của cái dòng nhòm này, khi mình quan sát 1000m ha, thì mình sẽ đạt có được cái trường nhìn là 78m khi mà mình để ở chế độ khi mình zoom ở 8x ha mọi người, và 40m khi mình zoom ở 24x ha. Đây, nghĩa là khi mình quan sát 1000m và mình để cái chỗ cái độ zoom là 8x thì mình cái khoảng nhìn ở phía trước mình sẽ đạt là 78m. Đây, cái trường nhìn cũng rất là rộng đối với những dòng mà có zoom ha. Đây. Đây mọi người. Chất liệu cao su cao cấp, chống chịu va đập tốt nha mọi người. Đây, thì bây giờ thì mình sẽ gắn cái camera và cái ống nhòm này để cho mọi người xem cái độ zoom, độ nét cũng như là cái độ phóng đại của cái dòng nhòm này ha. Thì đây nha mọi người, đây là độ phóng đại cũng như là độ nét của Coolnut Neo Zoom 8-24x50 ha. Và mọi người có thể thấy thì cái độ nét nó rất là cao. Đây, hiệu suất quang học nó rất là tốt ha. Và trời ở ngoài thì âm u nha mọi người, nó không được sáng cho lắm ha. Trời chuyển mưa. Và mình đang để độ phóng đại là 8 lần, mình chỉ có zoom lên. Đây. Rất là sáng và nét. Đây nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ zoom lên ha. Đây. Độ phóng đại đang là 16 lần nha mọi người. 16 lần ha. Đây, qua tới cái chung cư hơn 2 cây số luôn ha. Thì cái dòng nhòm này thì mình có thể quan sát được cái khoảng cách là khoảng 10 cây số nha mọi người. Và rõ nhất là từ 3-5 cây ha, chi tiết thì tầm khoảng 2 cây số trở lại nha mọi người. Đây, khi mình zoom lên thì mình sẽ xoay lấy nét lại. Đây. Và đây là 10. Đây là 20 lần ha. Đây, mọi người lưu ý là khi mình zoom thì mình sẽ xoay lấy nét lại. Và ở đây thì mình khuyên mọi người là nên trải nghiệm trực tiếp bằng mắt thường của mình ha. Ở đây thì mình quay qua camera nó qua nhiều cái lăng kính nên nó sẽ giảm đi cái độ nét của cái sản phẩm này. Đây mọi người. Và zoom hết cả hết nắp luôn ha, 24 lần ha. Đây, 24 lần nha mọi người. Khi mình zoom lớn quá thì nó hơi bị rung ha. Nên hãng đề nghị mọi người thì mua cái chân tripod gắn vào. Đây, trả zoom về ha mọi người. Đây. Rất là sáng và nét. Còn ở đây là khoảng cách gần ha. Đây. Đó mọi người. Và đây là những cái điểm mà lúc nãy mình vừa gắn cái Coolnut Neo Zoom 8-24x50 vào nha mọi người. Và đây tòa nhà chung cư này ha. Khoảng hơn 2 cây số.
Đây. Trời không được sáng cho lắm nha mọi người. Trời chưa mưa. Thì nếu như mọi người thấy thích cái giỏ nhà châu Âu Konut Neo Zoom 8-24x50 này thì mọi người cứ tham khảo địa chỉ là số 12 ngõ 151 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Đây nha mọi người. Và trong thành phố Hồ Chí Minh là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Số điện thoại liên hệ là 0912 245 244 và 0974444097. Trang web của công ty là điện tử thắng.com hoặc là nhầm.net. Thì ngoài cái dòng ống nhầm mà giá rẻ bình dân đến từ thương hiệu Konut này thì bên mình còn phân phối thêm những dòng cao cấp như là của hàng Resser, Steiner của Đức, Bushnell của Mỹ, Vortex của Mỹ hoặc là Du Công của Nga á. Có rất là nhiều cái sản phẩm và nhiều mức giá, nhiều phân khúc khác nhau nha mọi người. Thì mọi người cứ tham khảo trên trang web cũng như là kênh YouTube của mình. Và ngoài ra thì bên mình còn cung cấp thêm những cái dòng sản phẩm khác như là máy dò vàng, dò kim loại, dò đá quý, các dòng đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin chống cháy nổ, cứu hộ rồi ha. Và các dòng thiết bị quang học khác như là ống nhòm đêm, kính thiên văn hoặc là kính hiển vi, các dòng thiết bị kỹ số, đồ công nghệ, khung ảnh số, máy ghi âm, camera hành trình, micro không dây có dây, micro hội nghị ha, dòng thiết bị đo lường các loại và camera dưới nước, camera nội soi công nghiệp. Thì mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người, và mọi người nhớ like và đăng ký kênh YouTube của mình để khi mình ra video thì mọi người sẽ nhận được cái thông báo cho cái video mới nhất ha. Và mọi người nhớ nhấn cái nút chuông để YouTube nó sẽ gửi cái thông báo đến cái điện thoại của mọi người ha. Và xin chào và hẹn lại mọi người ở video sau.